Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn mở hộp mà máy Dell 7573. Đây là dòng có i7 nhập khẩu từ Mỹ với chip thế hệ thứ 8. Đây là mở hộp các bạn. Máy Dell nhập khẩu từ Mỹ với thiết bị đơn giản. Sách hướng dẫn Dell Inspiron 15 inch 7200 1. Đây là dòng máy tính, dòng máy có cảm ứng. Và đây là nguồn, dây nguồn. Sau đây tôi sẽ mở lông này. Đây dòng máy 15 inch cho vậy màn hơi to. Máy với cấu hình với Win 7 Pro, Win 10 Pro. Dưới dạng chống bị xước màn hình. Máy có thể gập 360 độ. Chúng ta bóc cái miếng này ra. Đây là máy cảm ứng bình thường. Hai camera. Bàn phím. Sau đây tôi thử bật. Các bạn nhìn. Máy có cấu hình RAM 8GB. Ổ cứng SSD M2 256, dòng 201, bàn phím cảm ứng. Sau đây tôi thử bật tiếng nguồn lên. Chắc là chúng ta bật lần đầu. Chắc mình cần phải cắm luôn. Các bạn nhìn không, chỉ có i7 thế thì ta bắt đầu chưa? Đây là dòng máy Mỹ nên tôi phải, nó có một cái chân tiếp đất nên tôi phải tắt đi. Đây là bắt đầu. Press the Windows control and enter keys at the same time to enable narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Kết nối Wi-Fi. Mission accomplished. You're all linked up. Now we can go look for any updates. Chắc cái này thì sẽ rất lâu. Màn hình 15 inch khá là rộng. Đây là màn hình 15 inch với độ phân giải Full HD. Khoảng cách của Retina là 62 cm. Máy có
sạc bàn phím. Chắc là chúng ta chưa thể tắt được, chắc được phải đợi khởi động xong. Now, let us know if this computer is owned by your work or school, or if it's yours. We'll set it up accordingly. Type your email address or phone number, then follow the instructions to sign in. I'll catch up with you. Type what you want to name your account. Okay, now type a password for your account. Hey, look, that's me, Cortana. Can I have permission to use the info? Cortana, these are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them and select accept when you're ready. Tạm thời tắt các thứ. Your device manufacturer would like your contact info to send you updates and such. Ta không cần copy. Bạn McAfee này là bạn dùng thử nên okay, that's the last step. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Đã cầu hình xong. Máy nhập mỹ mình dây chân tiếp đất chúng ta phải bỏ đi vì là không sẽ phải dùng thiết bị chuyển đổi. Đợi một lúc. Máy có i7. Các màn hình, các máy này có các màn hình rời với bộ nhớ 2GB. Tôi rất thích bàn phím không có phím số, nó sẽ không bị lệch sang một bên và chúng ta có thể gõ rất chi là khoảng cách bàn phím của Dell khoảng cách số này là không cao lắm, do đó nó hơi chúng ta gõ theo hơi cấn tay, có thể hơi cấn tay một chút. Thiết lập người đầu lần đầu tiên. Đây là bản Win có bản quyền, do đó mọi thứ sẽ thiết lập như bình thường. Để start. Bắt đầu Microsoft. Chúng ta xem property của máy. Lúc nãy bên của cần 5-6 phút nữa để sạc đầy. Những cái này chúng tôi sẽ chỉ sau. Đây, còi 7 8550U. Chiếc dòng U sẽ có điện áp thấp, tuy nhiên là sẽ có thể khởi động, có thể tiết kiệm điện. Đang ghi ra hệ điều hành Win 10 Pro có bản quyền. Như vậy là chúng ta đã unbox của máy, đã mở máy Dell 7573. Phần dài màn hình máy có chip có các màn hình
xe vào cận màn hình rời. Cận màn hình rời là loại Nvidia India 940 default 940 mới. Sau đây là tôi cho các bạn xem đĩa. Đây đĩa 52 có recover của Artisan của HP và của Dell. Đến đây là kết thúc. Các bạn xem một lần nữa. Máy có hai cổng USB HDMI, cổng Type-C. Rất cầm tay nghe. Bên này cũng là một cổng USB thẻ khai đọc thẻ nhớ. Cái này là cái chốt để gỡ xuống. Và nếu mà mình gặp như này, gặp như này thì bàn phím có bàn phím không, có bàn phím này hoàn toàn là